mà không bị leo thứ thứ là lạ được. Gieo vào cái có cái đẫn này đặt cháu gieo nó lên cây rồi ấy. Chó nó quần vào đấy nó nát thì phải gieo vào đấy sau cấy luôn một cái nhổ rau ở đấy. Rau đấy gieo chưa? Còn hình này rồi sau đấy lúc muốn được ăn thì cấy vào đấy. Gieo rau cứ cho thả chó ra cho chó ăn mà không để ý cái mắt trước mắt sau nó đã vào đây nó bới. Rồi. Mà quay lưới cao thế mà vẫn nhảy được ra. Gọi mic phát nó thấy thì thấy bóng dáng nó nhảy vào gọi mic phát nó đã nhảy ra ngay. Đấy hay mà chó rồi. Bắt. Anh thay toàn treo và hết chỗ trồng rau rồi mà phải cúi vào đấy các bạn. Chuyện chuyện người ta quay rồi người ta giàu mà người ta hết chỗ trồng rau. Mới lại cũng chỉ được mấy cây ở vòng ngoài này thôi chứ mà ở trong kia tốt hoa sai thế nhưng có đậu được quả nào đâu, mới có đậu nó cũng bột hết. Dày vừa rồi mẹ cho bà nhổ đi à, chặt đi để trồng cây ăn quả khác. Bà chả bóng quá quả nó chả đậu còn để tốt vóng thì cỏ nó lên nhiều chứ còn mình.